mà trước đây những người nghèo không biết, họ chỉ mắc cái giàu thôi, bởi vì những người nghèo là chưa đủ tiêu chuẩn để mà đầu tư một sản phẩm như vậy. Đấy. Một, ông cũng đủ tiêu chuẩn, ông phải là thu nhập của năm phải 200.000 đô la, hai tổng tài sản của ông là 1 triệu đô la, thì 1 triệu đô la người ta gọi là triệu phú rồi. Thế chính vậy người ta gọi là cái cơ hội này là cơ hội của những người giàu đấy, và cơ hội của người nghèo cũng không có cơ hội này. Thì gần đây là khi mà có đạo luật Roe 2012 ra đời, chữ Obama ký, thì cái cơ hội mà mở ra cơ hội trước IPO cho nhiều người nghèo nhiều hơn, và nhiều doanh nghiệp cũng đã có cái cơ hội để huy động được tài chính tốt hơn. Và chính vậy chúng ta cũng nhảy vào cái cuộc chơi như những người giàu, và chính vậy chúng ta phải tìm cách là làm thế nào lựa chọn, tìm hiểu cái công ty tiềm năng đấy. Thì đối với Sugarway, tôi đã theo dõi từ thời gian rất là dài rồi. Đây là cái cơ hội mà thế giới rất nhiều cơ hội, nếu mở máy của tôi lên thì rất nhiều cái cơ hội, nhưng tôi chưa không đầu tư 1 tỷ cơ hội nào khác ngoài Sugarway. Tôi biết hàng trăm doanh nghiệp khởi nghiệp khác nhau, mỗi doanh nghiệp có độ tiềm năng khác nhau, nhưng Sugarway hiện tại bây giờ đang là khởi nghiệp, nhưng bắt đầu ra ngoài thị trường thì người ta gọi là quả kim cương chúng ta đang khai. Tức là tôi muốn dành tất cả thời gian tâm huyết và tập trung nhất cho Sugarway, để rằng là khi mà tôi đã hái, chưa hái thôi, khi mà tôi đã hái thì tôi đã nghỉ hưu rồi. Tôi muốn là như vậy, và tôi tập trung giống như anh Đàng nói là khi bạn đã tập trung thì tập trung vào cái gì thì cái đấy sẽ mạnh hơn đấy. Thì tôi rất tự tin vào cái cơ hội đầu tư vào Sugarway, tự tin vào tôi và tự tin vào tất cả các cơ hội mà chúng ta đang đầu tư đấy. Và không lâu nữa đâu, thời gian thì rất là gần thôi. Và chính vừa rồi cái tờ báo thông cáo báo chí cũng đã nói rồi, chúng ta đang gấp rút để kết thúc những giai đoạn khởi nghiệp rồi, và đang chuyển mình, đang dần dần để mà sang một cái giai đoạn mới, đó là thương mại. Và khi sang giai đoạn thương mại này thì các anh chị mới thấy rằng là sức mạnh của chúng ta như thế nào. Chúng ta đầu tư vào Sugarway là đúng như thế nào. Hiện tại bây giờ là nhiều người đã chưa biết mình đầu tư đúng hay sai, đúng không ạ? Mọi người thậm chí là còn thậm chí là xem thường mình, nhưng rồi họ sẽ biết trong nay mai thôi. Đấy, thì công ty chúng ta cũng thế thôi. Quý vị anh chị đã biết rằng chúng ta cũng làm rất là chuẩn. Ngay từ trong giai đoạn khởi nghiệp đầu tiên, trong chứng thức đầu tiên, những cái thông số về khởi nghiệp chúng ta đều báo cáo kiểm toán hàng năm. Và tôi thường hay nói với tất cả các anh chị là rằng, để mà chúng ta phân biệt bẫy tài chính, chúng ta đang kinh doanh một cái môi trường 4.0 nhưng nó có bẫy tài chính. Và để phân biệt bẫy tài chính và một cái công ty khởi nghiệp thực sự tiềm năng và thực sự là nghiêm túc, chúng ta chỉ cần nghiêm túc thôi, không cần phải nhanh và nhẹ. Đó là khác nhau mỗi cái báo cáo kiểm toán hàng năm. Trong bẫy tài chính, quý vị sẽ hình dung lại là trong suốt khoảng thời gian mình đầu tư sẽ chưa có công ty nào kiểm toán nếu gặp trong bẫy tài chính. Và người ta cũng không dám kiểm toán, bởi vì nếu mà người ta kiểm toán độc lập như vậy thì người ta kiểm toán độc lập sẽ lôi ra những cái thông tin sơ hở mà doanh nghiệp người ta mua dầu đi đấy, ví dụ như là kinh doanh không thật, lợi nhuận không thật đấy. Chính vậy chúng ta cũng làm rất là chuẩn. Thì thời gian vừa rồi là chúng tôi lâu lâu lắm chúng tôi mới đi các thị trường, thì khi mà đi thì cũng báo cáo với quý vị anh chị là được đón nhận các thị trường rất là lớn. Và những buổi đi như này thì nó rất là tuyệt vời, bởi vì họ cập nhật được những thông tin chính nhất, chuẩn. Thứ hai, khi người ta đã có những thông tin chuẩn rồi, người ta tự tin những khoản đầu tư của ta đấy, và nhiệt lượng từ các thị trường rất là lớn. Và lần này chúng tôi đi chúng tôi cũng không thông báo rộng rãi, nhưng bà con là chỉ là một nhóm nhỏ thôi, nhưng người ta cũng đến rất là đông đủ, rất là nhiều đấy. Đấy là chúng tôi chưa báo, chúng tôi không báo lên Facebook và chúng ta cũng không báo lên Zalo, nhưng các thị trường rất là đông. Và khi mà chúng tôi đi đến cái thị trường đấy xong thì cái kết quả của thị trường đấy đều cũng rất là mạnh, và người ta rất là tâm huyết, và người ta biết rằng là Sugarway là đầu tư cho tương lai, đầu tư dài hạn, là đầu tư cho cả cuộc đời của mình, không phải đầu tư một lần và tiêu một lần đấy. Họ rất tự tin vào khoản đầu tư của họ, không như trước đây này họ đầu tư đầu tiên họ cũng nghĩ rằng là tại sao Sugarway, có những người ta nghĩ rằng là Sugarway lâu lắm, nhưng sau khi mà được chia sẻ thì họ nghĩ rằng cái lâu đấy không đáng bao nhiêu cho cái công ty khởi nghiệp này. Các công ty khởi nghiệp người ta cũng thế, cũng 5 năm,
6 năm, 7 năm. Mà mình cũng thế, mình có gì là khác đâu. Đúng không? Mà trong khi đó mình giải quyết một cả tổ hợp rất là nhiều. Nếu mình sản xuất một cái xe thì nó khá nhanh. Nhưng mình tạo ra một cái tổ hợp xung quanh cả cái xe, bao gồm đường ray, kết cấu, rồi từ ô tô, từ máy bay, rất là nhiều cái việc. Với số tiền rất ít của mỗi người như này. Thế chính vì là khi chúng ta đã chưa xâm nhập thị trường thôi, chúng ta xâm nhập thị trường thì giá trị chúng ta tương đối. Đấy, thì một cái nữa tôi muốn nói với anh chị là rất nhiều các anh chị ở đây là mong muốn là để mình phát triển và sở quay cũng kết hợp với chương trình đối tác của sở quay. Đây là 5 tiêu chí đánh giá cơ bản mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video này. Tiêu chí đầu tiên là tại sao chúng ta nên đầu tư vào cổ phần trước khi IPO. Và khi đầu tư vào bất kỳ một lĩnh vực nào thì chúng ta cũng cần phải hiểu rõ sản phẩm đó có tiềm năng và nó có giá trị khi thương mại ra thị trường hay không. Và đó cũng chính là tiêu chí thứ hai, chúng ta sẽ tìm hiểu về dự án Skyway là gì. Và tiêu chí thứ ba là một tiêu chí rất quan trọng, đó là tính pháp lý của Skyway. Skyway có rõ ràng, có minh bạch hay không và nó có đảm bảo được quyền lợi của các nhà đầu tư hay không. Tiêu chí tiếp theo đó là cơ hội để chúng ta trở thành cổ đông của Skyway có còn nữa hay không. Và mọi thứ thì cũng cần phải được thực tế. Và tiêu chí thứ năm, chúng ta cùng nhìn xem Skyway sau 5 năm xây dựng và phát triển đã đạt được những thành tựu gì. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích chi tiết 5 tiêu chí trên. Tiêu chí thứ nhất, tại sao chúng ta nên đầu tư vào cổ phần doanh nghiệp? Có hai cách để chúng ta trở thành chủ và tạo ra giá trị cho xã hội. Cách thứ nhất là tự làm chủ và tự tạo ra giá trị. Giá trị chúng ta tạo ra càng nhiều thì chúng ta nhận lại được giá trị càng lớn. Ví dụ như tỷ phú Phạm Nhật Vượng ở Việt Nam, ông đã tạo ra cả một hệ sinh thái bao gồm trường học, bệnh viện, siêu thị, nhà ở, xe cộ, mang lại giá trị to lớn cho xã hội. Với cách này thì đòi hỏi chúng ta phải là người có năng lực, có chuyên môn và có tiềm lực về tài chính. Đối với những nhà đầu tư có kinh nghiệm, họ không phải là người quá tài giỏi, quá xuất chúng hay là người nhiều tiền, nhưng họ cũng trở thành triệu phú, tỷ phú vì họ đầu tư vào những cá nhân hoặc là doanh nghiệp có khả năng tạo ra giá trị. Và đây cũng là cách thứ hai để chúng ta được làm chủ và tạo được giá trị cho xã hội. Và đầu tư vào cổ phần doanh nghiệp được xem là cách dễ nhất để sở hữu một hoặc là nhiều doanh nghiệp cùng một lúc mà không cần phải bỏ ra nhiều tiền, nhiều năng lực và nhiều thời gian. Trước khi trở thành nhà đầu tư thì các bạn cần phải nắm được những khái niệm cơ bản sau. Thứ nhất là cổ phần. Cổ phần là phần vốn của công ty cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau và người sở hữu cổ phần đó được gọi là cổ đông, chính là chủ sở hữu hợp pháp của một hoặc là nhiều cổ phần. Và cổ tức là một phần lợi nhuận sau thuế được chia đều cho các cổ đông. Và mới đây thì Apple có chia cổ tức là 0,77 đô trên một cổ phần. Thì nếu như chúng ta sở hữu cho mình 1 triệu cổ phần thì chúng ta đã có 77.000 đô chảy về tài khoản mà không cần phải làm gì cả. Amazon, trang thương mại điện tử lớn nhất thế giới, năm 1995 khi chưa IPO, giá trị cổ phần ở mức 0,17 đô trên một cổ phần. 2017 khi đã IPO, giá trị tăng gần 15 lần là 2,5 đô trên một cổ phần. Facebook, năm 2009 giá trị cổ phần chỉ ở mức 1-2 đô trên một cổ phần. Sau khi IPO năm 2012, giá trị cổ phần tăng lên 30 đô trên một cổ phần. Và đến hiện tại thì có những lúc cổ phần của Facebook có giá trị lên đến 198 đô trên một cổ phần. Và nếu như chúng ta sở hữu 1 triệu cổ phần của Facebook thì hiện tại chúng ta đang có cho mình là 198 triệu đô và nó đã tạo ra rất nhiều triệu phú và tỷ phú trên thế giới. Skyway đang là một công ty trước IPO. Vậy Skyway có tiềm năng hay không thì